Alo anh em. Lại là mình đây. Mình xin chào tất cả 500 anh em YouTube nha. Xin chào tất cả anh em đi cưa, thợ cưa trên toàn mọi miền Tổ quốc, đất nước Việt Nam mình ha. Hôm nay mình tiếp tục lên clip cho anh em. Mình mới đổi con máy với khách. Thâu con máy nhỏ này lại. Khách ở đây thì dùng mình thì anh em cũng biết sẵn rồi. Cưa toàn là cây chà bá không à. Với mình thì mình làm bên hệ cưa lớn không à. Cưa 81, 82 với 660 rồi không à. Cưa nhỏ này mình ít có làm lắm. Lâu lâu nó lọt sọt vô một hai cây mình bán thanh lý rẻ rẻ cho anh em đi cưa ha. Anh em nào nhanh tay trước thì được trước. Nó vậy thôi. Chứ mình cũng không có thường. Nhưng mà đối với mình thì mình cứ giúp được anh em nào thì mình cảm thấy nó vui trong lòng vậy đó. Máy nhỏ là mình bán, mình xả cho anh em luôn. Nó là vậy. Con này á, là nó có tên gọi là Itin MS250. Đó, đóng Itin MS250 anh em. Cái này của nó là được nè, MS250 nè. Sản xuất vào tháng mấy năm 2019 thì mình không biết, tại dính mặt cưa. Nó dính mặt cưa mà ông anh em về chùi ra giúp cho mình nha. Tháng thì mình không quan trọng đâu, nhưng mà năm sản xuất là năm 2019. Tại vì mới đổi với khách thành thử ra nó còn nguyên si luôn, chưa có vệ sinh vậy đó. Tại này dòng nhỏ rồi mình thanh lý rẻ rẻ cho anh em đi cưa. Đặc biệt là mấy anh em ở khu vực miền Tây rồi á, mấy anh em cưa dạng như cưa cây lẻ rồi cưa cây nhỏ nhỏ. Còn khu vực mình cưa cây bự lắm anh em. Cây nó tới 200-300 hoành là thành thử ra máy này cưa không nổi. Còn cái này thì cưa keo gì đó. Anh em thường hỏi là cưa keo á, mình đây thì gọi là cầm vàng, chứ thực chất khu khác thì người ta gọi là keo. Rồi cầm vàng. Nói chung là cây vừa vừa là cưa được. Chung là mấy anh em miền Tây khoái máy này lắm. Đó. Mình đăng lên thì nói chung là anh em nào cảm thấy vừa với công việc của mình thì mình dứt thôi, chứ không riêng về ở khu vực nào. Nhưng mà đa số là mình thấy mình bán về khu vực anh em ở miền Tây là người ta chuộng nhất. Cái đó mình cũng thấy. Máy nhỏ này là đa số ở dưới dùng nhiều. Nhỏ người ta trèo lên, người ta cắt cây dừa, cây gì cũng được. Nhỏ gọn. Còn mình ở đây thì quýnh máy chà bá không. Thử ra lâu lâu đổi với khách rồi mình thanh lý cho anh em luôn. Cái dây vật này á, theo mình biết á, là cái dây vật của nó, cái tay vật của nó là loại nhỏ. Nhưng mà cái này chủ máy trước á, xài á, là độ lại rồi. Chơi cái nấm vật bự rồi, vật cho nó im tay. Cái gù này không cũng mắc lắm mấy anh em. Nhưng mà độ lại gì là chắc cú. Rồi lên hai con chó luôn rồi, thành thử ra sử dụng rất là ok. Đồ đạc thì còn nguyên riêng. Nắp xăng, nắp nhớt rồi nguyên riêng. Máy này tại chưa vệ sinh, chứ vệ sinh ra mình nghĩ là nó mới lắm nha anh em. Cái tem đầu mà nó còn luôn á, mà nó đóng mặt cưa. Máy này chắc cũng bỏ lâu lắm rồi. Bữa nay chủ mua cái lô này hơi lớn rồi, đem ra cưa không nổi rồi, đem ra đổi máy 66 với mình luôn rồi. Giờ mình có, mình thanh lý rẻ rẻ cho anh em. Bô mà nó đóng mặn nhện luôn nè anh em. Bô riêng còn luôn á. Khóa xích, khóa bóp bóp luôn á nghe nè. Có cái nãy ta kêu mình giật thử nổ mà mình cũng không có thèm nổ luôn. Tại mình thấy nó nhỏ rồi mình cũng không có giật nổ làm gì. Đăng lên đây anh em nào thích thì dứt thôi. Chúc mình cho anh em nghe tiếng máy luôn. Mình nghĩ máy còn hơi mà nói sao không nổ anh em. Hơi còn bực bực nghe nè. Chúc mình đổ miếng xăng vô mình thử biết cái gì. Đó, tem đích còn luôn anh em ơi, cái tem đích còn luôn. Máy này mình nghĩ là còn mới lắm, mà tại vì không có xài, đóng vấn nhện rồi dữ lắm. Rồi giờ mình cho nó nổ máy anh em. Đóng cái le xuống, giật mấy cái nó kêu cái phỉn. Đó, rồi bây giờ mình về cái mức giữa là mức nổ, là nó sẽ nổ qua nghe anh em. Rồi. Ừ.
Ru luôn ha anh em, cái hơi mình nghe còn lực lắm nha anh em, nhưng mà dùng mạnh đây thì cưa cây bự không mà thử ra nó cắt hỏng mấy gì nổi. Còn mấy anh em khu khác thì vừa công sức cưa thì chơi nổi, giật lợn á hơi còn cứng ngắt luôn anh em ơi. Nhảy nổ lắm nha anh em, phát là nổ, phát là nổ rồi, quá xuất sắc cho một cuộc tình nhỏ bé nha. Bán thanh lý cho anh em cái đầu này không, anh em nào trước thì được trước, bán nhiều cờ thôi, bán cho anh em 3,5 triệu đi, rồi bán cái đầu không 3,5 triệu thôi, bán 3 triệu thôi. Đặng về anh em còn mua lam xích về anh em gắn vô, còn anh em nào có thì gắn vô cũng được. Bán 3 triệu đi, anh lý rẻ cho anh em luôn. Rồi 3 triệu thôi chứ không phải 3,5 triệu, 3 triệu thôi. Còn nguyên zin ha. Anh em nào chốt trước thì được trước. MS250 3 triệu. Rồi. Anh em xem clip thấy hay thì cho mình xin một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để tạo động lực cho mình làm nhiều video tiếp theo. Anh em chia sẻ mạnh mạnh lên giùm mình, rồi giúp mình có nhiều cái lượt đăng ký, được xem đồ nhiều nhiều lên để mình động lực mình góp ít cho cái sân chơi mình ngày một phát triển và lành mạnh hơn, học hỏi giao lưu trao đổi kinh nghiệm cùng anh em. Ok, bye bye, chào tạm biệt anh em, hẹn anh em vào clip sau. Ok, bye bye. Mình cũng xin nói trước nha, anh em nào trước thì được trước nha, chứ đừng có trách mình nha, tại vì mình cứ đăng lên gì nè, anh em nào cứ alo trước thì được trước vậy thôi. Ok, mấy bye anh em. Tại lâu lâu có cái mình xả cho anh em vậy đó ha, mong anh em cũng thông cảm cho mình. Bữa mấy con kia thì nó có lam sên thì mình để lam sên, còn như con này không có thì mình bán không có anh em. Ok, mấy bye, chào tạm biệt anh em.